tin rằng 100% tin nhắn của bạn Hiền đều đọc hết. Hiền sẽ không bỏ sót bất kỳ một tin nhắn nào. Những cái hành động mà để giúp anh chị em mình đạt được mục tiêu, một trong những hành động cũng quan trọng nữa là như thế này, là gì? Phải xây dựng cho mình bằng kế hoạch rõ ràng, đúng không chị em? Sau đó là nhờ sự trợ giúp đỡ của gì? Của hệ thống của mình, đúng không ạ? Người trên giúp mình. Sau đó là một trong những cái hành động mà quyết định sự thành công của anh chị em là anh, sau khi mà cái người mà giúp mình đấy, người ta đưa cho mình một cái gọi là checklist, gọi là cái công các cái công việc mà ngày mình làm để giúp cho mình đạt cái mục tiêu đấy, thì mình lại gửi gì? Gửi lên trên, đúng không chị em? Và Hiền thì không muốn các bạn gửi riêng cho Hiền. Hiền muốn các bạn gửi vào trên nhóm đấy. Đấy là một cái điều công việc các bạn tuyệt vời nhưng ít ai sẵn làm. Tại sao Hiền muốn các bạn gửi trong nhóm cộng đồng của mình mà không gửi cho Hiền? Bởi vì các bạn tin rằng 100% tin nhắn của bạn Hiền đều đọc hết. Hiền sẽ không bỏ sót bất kỳ một tin nhắn nào. Bởi vì đó là cũng là một trong những hành động của Hiền để giúp cho Hiền đạt được cái mục tiêu xây dựng đội nhóm cộng đồng trà sữa Vô Gia Ti. Do vậy là Hiền không bỏ bất kỳ một tin nhắn nào của các bạn. Các bạn thấy nhá, tin nhắn nào của các bạn Hiền đều tích cực khen, mà các bạn xuất sắc hẳn Hiền đều khen, đúng không ạ? Và cái điều không giúp cho các bạn thì Hiền đều sửa cho các bạn, đúng không chị em? Còn tin nhắn bình thường thì Hiền sẽ không zip lại. Do vậy Hiền chỉ một là cái giá trị hướng đến, hai giá trị né tránh Hiền hay nhắc tới để các bạn, một là các bạn đang tích cực rồi thì các bạn sẽ làm tốt hơn nữa để đạt được cái mục tiêu của các bạn nói chung và hệ thống nói riêng. Và các bạn gửi trên nhóm như vậy thì đúng không ạ? Thì khi một người mà đã dũng cảm đưa lên những cái phần của mình để người ta kiên quyết mình làm, và những con người đấy đó, đúng không anh chị em, người ta đã đưa lên thì chắc chắn người ta phải thực hiện, đúng không anh chị em? Còn nếu người ta không thực hiện thì tháng sau mình nhìn thấy là mình đọc cái mục tiêu của người ta thấy rất là hay, nhưng cuối cùng cuối tháng người ta không đạt được, thì anh chị em thấy buồn cười không? Và người đó có thấy xấu hổ không? Nhưng xấu hổ, nếu họ nhận ra họ xấu hổ thì họ sẽ vươn lên, và tháng sau họ nghiêm túc hơn với mục tiêu của mình và họ sẽ đạt được, dần dần họ đạt được. Mỗi ngày mình chỉ cố gắng 1% thôi chị em, 360 ngày. Mỗi ngày chỉ 1% thì 360 ngày nó là như thế nào? 2 năm, 3 năm các bạn sẽ trở thành người ra sao? Đúng không ạ? Và các bạn đưa lên vậy thì Hiền cũng sửa cho. Và không như vậy là các bạn, nếu về nói về đạo Phật ấy, các bạn có đang giúp người đấy. Các bạn xây lên một mục tiêu rất là tuyệt vời, nhưng nếu dưới của mình những con người tiêu cực, người ta không đạt được vậy, thì có phải là những con người đó họ tỉnh ngộ ra, họ sẽ nhìn vào, đúng không ạ? Thì họ sẽ sửa. Thì vô hình chung mình đang giúp cho người khác tốt lên, đúng không chị em? Vì vậy mình có phúc không ạ? Mình giúp cho người khác thành công một điều tuyệt vời thì mình có được gặp may mắn không? Trong đạo Phật nói là gì? Có phúc có đức, đúng không? Có phúc thì có phần, và có phúc có đức thì mặc sức mà ăn, đúng không anh chị em? Đúng không? Do vậy là anh chị em, sau buổi hôm nay anh chị em Hiền mong rằng ngay đêm ngày hôm nay anh chị em hãy về xây dựng cho mình một mục tiêu rất là tuyệt vời, để mục tiêu cụ thể của anh chị em mình, để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu mình mong muốn, để mình không bị mất thời gian nữa, đúng không ạ? Và bây giờ thì Hiền sẽ dành cho các bạn 5 phút để ghi xuống cái mục tiêu của mình. Và anh chị em đều viết xuống cái giá trị né tránh và giá trị hướng đến và giá trị né tránh, để về tối về mình không bị quên bài. Anh chị em ghi xuống cái mục tiêu thực tế của mình như nào, để tối về mình nhớ, mình dở vở ra và mình bổ sung lại cái bản mục tiêu của mình.
bằng mục tiêu Huyền muốn các bạn xây dựng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm sau. Sau đó hoặc là các bạn có thể dùng 2-3 tiếng để xây dựng mục tiêu đi. Mục tiêu rất quan trọng. Cho và do vậy, Hiền khuyên thành thật các bạn là hãy nghiêm túc xây dựng cái mục tiêu của mình. Và hãy viết cho các bạn một bức thư, viết cho chính mình ấy, để 1 tháng sau mình nhìn lại hay 3 tháng sau mình nhìn lại. Đúng không ạ? Mình muốn trở thành người như thế nào, sở hữu bao nhiêu tiền và sở hữu bao nhiêu đội nhóm, mình sẽ hiểu vấn đề gì. Muốn thành công thì bắt buộc các bạn phải có trí thức, thì các bạn phải học tập phát triển bản thân. Chứ các bạn nhìn thấy ai giàu kinh khủng hay giàu lên mà người ta chưa phát triển bản thân chưa? Tất cả đều phát triển bản thân thì mới giàu có được. Đi ra học không những có kiến thức mà các bạn còn nhận được nhiều giá trị khác nữa.